Xin thỉnh kinh. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy cho con đường về xứ Phật tập 4, 5, 7, 9, 10. Đáp: Tập 4, 5, 7, 9, 10. Khi nào nhuận xong, thầy sẽ gửi đến con. Hiện giờ thầy đang nhuận lại tập 3, tập 7 và sắp cho in tập 9. Muốn cho bộ sách có giá trị về các pháp hành của Phật giáo cụ thể và thiết thực, thì sự nhuận lại là một điều hết sức quan trọng, không thể thiếu được. Trước kia thầy nghĩ rằng chỉ cần giảng dạy sao cho người nghe hiểu và tu tập được mà thôi. Nhưng sau khi đã viết thành sách, nếu không cẩn thận, chỉ dùng sai từ là đã giết người không những một thế hệ mà nhiều thế hệ. Tuy tuổi già sức yếu, thầy làm việc 24/24 giờ, trừ ra lúc nào quá mệt thì phải nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe để rồi tiếp tục làm việc nữa. Vì thầy cảm thấy bổn phận và trách nhiệm của mình quá lớn đối với mọi người và tiền đồ của Phật giáo. Sách chưa thể cho ra đời mà lại muốn cho ra đời thì phải làm hết bổn phận và sức lực của mình, không thể xem đời sống của con người như cỏ rác được. Khi cầm cây bút viết, nhất là viết sách về đạo đức, thì phải thấy trách nhiệm. Những gì mình đã tu được thì mới dám nói, còn tu chưa được mà nói ra là giết người. Viết một cuốn sách là trải lòng thương yêu chân thật của mình trên đó đối với mọi người. Nếu một người viết sách vì mọi nhu cầu khác thì ở đây thầy xin không dám bàn. Đối với thầy, viết sách là đem lòng yêu thương đến với mọi người, muốn cho mọi người đều cũng thương yêu nhau, đừng làm khổ cho nhau.